xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Và hiện tại là mình đang có mặt ở khu chợ Nguyễn Tri Phương các bạn. Đây là chợ Nguyễn Tri Phương, số 68 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Nguyễn Tri Phương là một trong những chợ cũng thuộc khá là lâu đời của thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Thì trước chợ thì có một cái tượng đài. Ở đây là mình quay xung quanh bên ngoài của chợ Nguyễn Tri Phương cho các bạn xem nhé. Hôm nào thì mình sẽ vào bên trong chợ Nguyễn Tri Phương mà sẽ quay chính xác cho các bạn xem. Bảo vệ cái bóng sân, bảo vệ cái nền nhà thôi. Thì đó là cái bên ngoài của chợ Nguyễn Tri Phương đó các bạn. Bây giờ mình đang quay phải. Xem đường Bà Hạc thì thuộc ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Cái khu vực quận 10 này thì cái con đường không có lớn lắm các bạn, những con đường này nhỏ nhỏ nhưng mà đường khá là mát mẻ, buôn bán sầm uất, bởi vì nó là những trong những cái quận trung tâm của Sài Gòn mà. Đơn giản bình dị hơn những con đường lớn. Lúc nào thì các bạn thấy cũng có nhiều bóng cây mát không? Đường này thì có nhiều cây điệp, cây điệp vàng rất là mát các bạn. Mình đi những con đường mát mẻ, thấy người dân ngồi uống cà phê thảnh thơi, một cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng thoải mái, không có nhộn nhịp xô bồ tấp nập như những con đường lớn như những đường 3 tháng 2 rồi rất là đông đúc xe cộ. Trước mặt mình đây là đường Nguyễn Tiểu La đây các bạn. Những con đường lớn như đường 3 tháng 2 đông đúc xe cộ các bạn đi cảm thấy là mệt, kẹt xe mệt, nắng nôi. Nhưng mà những con đường nhỏ nhỏ vậy thì ít khi nào có kẹt xe mà luôn là mát mẻ dễ chịu, cuộc sống đó thì nhẹ nhàng. Hồi xưa các anh chị nào từng sống ở khu vực quận 10 thì chắc chắn sẽ biết những cái con đường này. Thì hôm nay mình sẽ đi quay lại cái con đường này để cho các anh chị xem là có khác gì so với vài chục năm về trước không nhé. Trước mặt mình là giao lộ của đường Nguyễn Tri Phương và đường Bà Hạc. Sẽ băng qua đường Nguyễn Tri Phương luôn, sẽ tiếp tục đi trên con đường Bà Hạc nha các bạn. Nhìn rất là đẹp các bạn.
đi những cái con đường này thì nó khác xa những cái con đường lớn, nó rất là nhẹ nhàng thoải mái. Khi nào các bạn đi trực tiếp trên những con đường này, các bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó, cũng như các bạn đang tưởng tượng là ngồi sau lưng xe mình cùng trải nghiệm cái con đường Bà Hạt này, các bạn sẽ hòa mình cảm nhận vào cái sự yên bình đó. Và đây là có một cái chung cư đây bạn, một chung cư cũ của thành phố đây. Cái khu vực quận 10 này thì rất là nhiều chung cư cũ, thì chính quyền thành phố cũng đang vận động bà con di dời để mà cải tạo xây dựng lại những chung cư mới hiện đại hơn, khang trang hơn. Phía trước mặt mình đây là đường Sư Văn Hạnh, Sư Văn Hạnh Bà Hạt. Những cái chung cư thời trước, những chung cư cũ thì bao giờ nó cũng ọp ẹp, xuống cấp, chật chội hơn, không có tiện nghi như những chung cư mới bây giờ. Nhưng mà những chung cư này cũng đã trên 30 năm hết rồi các bạn, nên nhà nước cũng đang đền bù để mà giải tỏa, để mà xây dựng lại những cái chung cư mới đẹp hơn, khang trang hơn. Cái đoạn đường Bà Hạt này, khúc cuối này thì là người ta sản xuất đồ gỗ đó các bạn, buôn bán đồ gỗ, buôn bán kệ trang trí bằng gỗ, người ta sản xuất tại chỗ luôn nha các bạn. Người ta có máy sản xuất tại chỗ luôn, rất là hay. Chỗ đây là gọi là tiện đồ gỗ, tiện các kiểu mẫu của đồ gỗ, những cái gỗ tròn, những cái đóng bàn ghế rất là hay. Qua đây là đường Ngô Gia Tự, cũng đã kết thúc cái đường Bà Hạt rồi nha các bạn. Qua đây là dòng xe Ngô Gia Tự, quá trời kẹt xe rồi. Cái vòng xe này thì lúc nào cũng kẹt xe bởi vì tập trung rất là nhiều xe lớn, đường Ngô Gia Tự, đường Lê Hồng Phong, đường Điện Biên Phủ, có đường Điện Biên Phủ nên các bạn thấy tập trung khá là đông xe lớn, tại vì đường Điện Biên Phủ là dành cho xe tải, xe lớn là nhiều các bạn. Bây giờ mình đi quẹo qua đường Lê Hồng Phong hướng về 3 tháng 2 đó các bạn. Phía trước mặt là mình là chùa Việt Nam Quốc Tự, các bạn thấy cái bảo tháp của chùa Việt Nam Quốc Tự được xây dựng lại mới, cao và đẹp không? Nổi bật nhất của chùa Việt Nam Quốc Tự là cái ngôi bảo tháp rất là cao, và hiện nay thì chứa Xá Lợi Phật ở bên trong nha các bạn, là một trong những ngôi chùa của thành phố mà có chứa Xá Lợi Phật. Hiện tại thì chùa Việt Nam Quốc Tự này được chuyển đổi thành trung tâm giáo hội Phật giáo của thành phố Hồ Chí Minh rồi các bạn, nên là cũng ít có Phật tử vào chùa viếng như hồi xưa nữa, bởi vì bên đây bây giờ bên trong hoạt động về giáo hội Phật giáo là chính, để nơi giảng dạy cho các sư thầy, nơi học tập của các sư thầy về Phật giáo, nên người dân thì dần dần cũng không còn vào bên trong để mà viếng Phật nữa, rất là ít, ít hơn so hồi đó, chứ so với hồi đó rất là nhiều nữa các bạn. Nhìn ngôi bảo tháp đẹp không? Chùa thì mới được xây dựng xong, cũng khá là hoành tráng, khá là đẹp. Với một cái diện tích rộng thì xây dựng ngôi chùa rất là đẹp các bạn. Chủ
gì, chủ nhiệm giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đó các bạn. Thầy Thích Chí Quảng thì một người sư thầy rất là tu lâu năm, thầy hôm nay thì thầy cũng khá là lớn tuổi rồi. Các bạn thấy chùa được xây dựng lại rất là đẹp không? Rất là uy nghi, là một trong những ngôi chùa đẹp của thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Đường Lê Hồng Phong này thì cuối đường đó là hồi đó nó là một công viên Hồ Kỳ Hòa đó các bạn, nhưng mà bây giờ thì người ta chuyển đổi công năng cái công viên này thành một cái hội nghị tiệc cưới, nhà hàng tiệc cưới, nên bây giờ cũng ít có người vào công viên này chơi, chỉ có còn những cái người dân buổi sáng họ vào đây tập thể dục thôi, chứ còn vào đây vui chơi thì không còn vào nữa các bạn. Win Plaza Kỳ Hòa. Để đi ra đường Sư Văn Hạnh đó các bạn. Tuy là nó là một con đường nhỏ nhưng các bạn thấy ngập trời khách sạn không? Đó, quá trời khách sạn giờ con đường này. Cái con đường này khoảng 100m thôi các bạn, nhưng mà tập trung rất là đông khách sạn. Cái con đường này chỉ chuyên kinh doanh về khách sạn thôi các bạn. Theo khách sạn thì tới đầu đường đó là giao lộ của đường Sư Văn Hạnh, mình cũng xin dừng động đôi clip ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đồng hành khám phá Sài Gòn cùng Hồ Nôi 999 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những đôi clip tiếp theo.